Netizen Trung Quốc phân vân với câu hỏi du lịch Việt Nam có an toàn không? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Du lịch đến Việt Nam có an toàn không? Bạn sẽ có câu trả lời sau khi đọc bài viết này. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Đi Việt Nam vào dịp lễ hội mùa xuân có phù hợp không? Những địa điểm nào được đề xuất nhiều hơn? Lễ hội mùa xuân là mùa du lịch tốt nhất ở Việt Nam. Bạn tôi sẽ đi làm ở một nhà máy ở Việt Nam vào tháng 12. Đó là một nhà máy do người thân của anh ấy ở Việt Nam điều hành. Mức lương khá cao. Tôi cũng muốn đi sang đó. Tôi vừa từ Nha Trang về. Không ngờ thái độ của nhân viên phục vụ ở đó khá tốt, thân thiện với người Trung Quốc. Xét cho cùng, đó là một nơi dựa vào du lịch mà. Bạn đang sử dụng phần mềm dịch thuật nào? Tôi sẽ đến đó trong vài ngày tới. Tôi đang đi tham quan, và một số người bán hàng ở đó có thể nói được một ít tiếng Trung Quốc. Phần mềm dịch thuật đi kèm của Apple rất hữu ích. Chỉ cần tự học thôi. Tôi đã sống ở Việt Nam được 5, 6 năm và bây giờ tiếng Việt không còn là vấn đề nữa. Máy dịch mà khách hàng Việt Nam của tôi sử dụng đã được mua tại một trung tâm mua sắm ở Quảng Châu với giá 600 đến 700 tệ. Chúng tôi có thể giao tiếp mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Hôm nay tôi cũng đã mua một chiếc. Nó rất hữu ích vì tôi kinh doanh ngoại thương, nó chính xác và không có vấn đề gì với các ngôn ngữ nhỏ như Việt Nam và không có vấn đề gì với các ngôn ngữ khác. Tôi nghe bạn bè nói rằng ở đó có nhiều cửa hàng nói tiếng Trung nên chỉ cần tìm những người có thể hiểu được tiếng Trung là được. Hoàn toàn có khả năng tiếng Trung sẽ được phổ biến ở Việt Nam. Có phải nó không thích hợp cho một người đi du lịch một mình đến Việt Nam không? Không phù hợp bạn phải tham gia một nhóm hoặc bạn có bạn bè ở Việt Nam, có thể nói tiếng Trung Quốc. Ở đó về độ an toàn thì chỉ đứng sau Singapore, nhưng về độ nguy hiểm thì chỉ đứng sau miền Bắc Myanmar. Việt Nam an toàn hơn nhiều so với miền Bắc Myanmar nhé bạn. Việt Nam rất an toàn và tôi đã đi du lịch nhiều nơi. Chỉ cần cẩn thận để không bị lừa khi tiêu thụ. Tôi muốn về Việt Nam tìm vợ nhưng không có cách nào nữa rồi. Coi chừng bị lừa nha. Bạn đang suy nghĩ quá nhiều, nó không như những gì bạn nghĩ đâu. Thuê xe máy và lái xe ở Việt Nam, bằng lái điện tử đại lục có khả thi không? Bạn cần có bằng lái xe quốc tế. Nó có thể được thực hiện. Nó thi rất đơn giản và rất rẻ. Thuê xe máy và lái xe ở Việt Nam, bằng lái điện tử đại lục có khả thi không? Bạn cần có bằng lái xe quốc tế. Nó có thể được thực hiện. Nó thi rất đơn giản và rất rẻ. Hà Nội rất tốt, giới trẻ của họ rất thân thiện với người Trung Quốc. Bạn có thể đưa tôi đi làm việc ở Việt Nam được không? Đầu tư vào Việt Nam có khả thi không? Tùy thuộc vào những gì bạn làm, một số ngành khá tốt. Những ngành đó phổ biến rồi phải không? Bạn cần phải tự mình tìm hiểu nó. Tôi chưa từng đến Việt Nam nên không biết phải đi đâu để tìm hiểu. Ngành máy móc nông nghiệp vào thành phố Hồ Chí Minh có thực sự an toàn không? Tôi muốn về Việt Nam tìm xưởng chạm khắc trang trí. Ở đó an ninh ổn, nhưng khi qua hải quan, hãy nhớ yêu cầu thẻ Trung Quốc. Tôi qua hải quan lần thứ 3 cũng không đưa cho anh ta một đồng nào. Tôi ở Việt Nam hơn 10 ngày, tôi bị lừa một lần ở Bắc Ninh và một lần ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hai lần đều đi mua hoa quả và nướng mực bên đường. Tôi thực sự không hiểu, du lịch ở Việt Nam có gì hay? Nếu người chủ của bạn trả tiền để bạn đi thì không sao cả. Nếu đó là chi phí của chính bạn thì điều đó thật khó hiểu. Vì có rất nhiều cô gái Việt Nam xinh. Thực tế đi lại trong nước cũng có cạm bẫy, miễn là an toàn là được. Tất cả chúng ta đều nên đi đến các siêu thị lớn mua sắm cho an toàn. Trung Quốc lớn quá, chúng ta còn chưa chơi xong thì hãy chơi với Trung Quốc đi. Ít nhất đất nước tôi có thể cảm thấy an toàn lắm. Bạn có thể sống ở Việt Nam bao lâu với 10.000 nhân dân tệ? Nó phụ thuộc vào cách bạn chơi. Trình độ kinh tế không thấp. Bạn có thể bắt taxi thông qua phần mềm. Có vẻ như trình độ kinh tế của họ cũng tương tự như ở Trung Quốc. Việt Nam có phù hợp để chúng ta kinh doanh không? Bạn đến đây để bán lẩu phải không? Vậy không thể được à? Nhân dân tệ có thể được sử dụng trực tiếp ở đó không? Tỷ giá hối đoái là gì? Không, cần phải quy đổi sang Việt Nam đồng, tỷ giá khoảng 13500. Những ngân hàng ở đó có thể đổi. Mang theo bao nhiêu là phù hợp? Thông thường, đó là ngân hàng Trung Quốc. Chỉ cần đổi một lượng nhỏ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Rút tiền mặt bằng nhân dân tệ và đổi ở Việt Nam là tiết kiệm chi phí nhất. Sang đó bạn không được phép phô trương sự giàu có của mình nên khi đi mua sắm, tôi lặng lẽ chạy vào nhà vệ sinh để lấy tiền. Các sếp đi Việt Nam ở đó có an toàn không? Tôi hơi lo lắng về vụ bắt cóc hay gì đó.
ở đó an toàn, đừng lo lắng quá. Tôi đến đó vào năm 2013 và ở lại Phan Thiết Mũi Né trong 2 tuần. Ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng biển. Quán thậm chí còn mở nhạc Trung Quốc nhưng tiền boa vẫn là 200.000 đến 500.000 đồng. Ngày xưa ở Việt Nam có người đi xe giật điện thoại, đến Việt Nam định vị tôi cũng không dám lấy ra. Tôi nhớ mình đã ăn xiên ở một quán ven đường và thực tế là có 2 mức giá. So với các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam rất an toàn. Đúng rồi bạn. Hà Nội, Việt Nam tương đối an toàn. Việc giật điện thoại di động thường xuyên xảy ra khi bạn đến Sài Gòn. Câu trả lời đúng. Trước đây ở Việt Nam có các băng nhóm mô tô nhưng hiện nay đã ít hơn. Các bạn định đi du lịch Việt Nam khi ở đó không có nơi nào thú vị sao? Tại sao không đến những nơi như Singapore, Philippines, Thái Lan? Chụp ảnh cảnh đường phố bằng điện thoại di động khi đi du lịch có phải là điều bình thường không? Họ cũng lấy điện thoại di động à? Xe máy và ô tô chạy trên cùng một làn đường. Hỗn loạn giao thông. Người dẫn chương trình đang nói về an ninh Trung Quốc sao? Ban ngày thì an toàn, còn ban đêm thì sao? Việt Nam rất an toàn. Tôi mới đến đó vào tháng trước. Mọi người rất tốt. Và đừng chơi điện thoại di động bên ngoài vào ban đêm. Mọi thứ đều đắt đỏ đối với người Trung Quốc. Quên đi, tôi sẽ không đi ở trong nước an toàn hơn. Không đâu, nhìn chung họ tương đối an toàn. Nhưng bạn cần chú ý đến một số nơi. Nếu bạn chưa cập nhật cái đầu của mình, thì nơi này không còn là Việt Nam mà bạn nhớ nữa. Hôm nay tôi gặp một người đàn ông Việt Nam khi đang chơi trong game, tôi đã rất sốc. Hãy xem Việt Nam như thế nào. Hãy đến và xem nếu bạn có cơ hội. Có lần tôi ở đó 2 tháng và chưa bao giờ gặp một cảnh sát nào. Tôi nghe nói họ đều là cảnh sát mặc thường phục, nhưng tôi đã nhìn thấy cảnh sát giao thông. Có rất nhiều người mặc thường phục, và cũng có rất nhiều cảnh sát. Có lẽ bạn chưa gặp họ. Chơi một tuần hết bao nhiêu tiền? Hiện tôi đang học ở Nam Ninh và dự định đến đó vào dịp nghỉ lễ. Việc xin hộ chiếu có dễ dàng không? 1.500 tệ là đủ. Tôi cảm thấy Nha Trang, Việt Nam rất tốt. Nha Trang đẹp thật, thích hợp để ta nghỉ ngơi. Tôi cũng tình cờ đến Việt Nam những ngày này và cảm thấy khá tốt. Trộm cắp thường xuyên xảy ra ở vùng nông thôn. Về cơ bản, khách du lịch không đến nông thôn nhiều nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khách du lịch. Tôi nên làm gì nếu trước đây tôi không hiểu ngôn ngữ này? Bạn nên dùng phần mềm dịch thuật. Tôi đã đến Nha Trang, Việt Nam cách đây vài năm và nơi đó tương đối an toàn. Nha Trang đẹp và đáng ghé thăm. Tôi muốn sang Việt Nam tìm vợ nhưng lại không dám đi một mình. Không cần lo lắng về sự an toàn, điều chính là giải quyết vấn đề ngôn ngữ. Tôi có thể đến đó nếu tôi có tiền án không? Nếu bạn có thể xin hộ chiếu, bạn có thể đến đó nếu không có hạn chế về xuất nhập cảnh. Những người lái xe đi đường vòng, trộm cắp và trộm vặt đều được, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng. Việt Nam mạnh hơn Myanmar. Lúc đầu nói độ an toàn chỉ đứng sau Singapore nhưng cuối cùng lại có rất nhiều cảnh báo, mâu thuẫn đến mức blogger này trông như kẻ nói dối. Dựa trên những bình luận của netizen Trung Quốc, có thể thấy rằng họ có quan điểm đa chiều về sự an toàn khi du lịch Việt Nam. Nhiều người cho rằng Việt Nam khá an toàn so với các nước Đông Nam Á khác, chỉ đứng sau Singapore về độ an toàn, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và Nha Trang. Các bình luận cũng nhấn mạnh rằng người dân Việt Nam thân thiện và giao tiếp dễ dàng khi sử dụng các phần mềm dịch thuật hoặc tìm những người biết tiếng Trung. Một số bình luận phản ánh chủ quan về vấn nạn giật điện thoại hoặc những vụ trộm cắp lặt vặt tại các khu vực nông thôn, đặc biệt vào ban đêm. Một số du khách Trung Quốc lưu ý về việc cần cẩn thận khi tiêu dùng và nên tránh phô trương sự giàu có. Nhiều người cho rằng giao thông tại Việt Nam khá hỗn loạn khi xe máy và ô tô cùng di chuyển trên một làn đường. Điều này có thể gây lo lắng cho một số du khách đến từ Trung Quốc, nơi giao thông được quản lý chặt chẽ hơn. Đa số bình luận đều khẳng định rằng người Việt Nam rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ, làm cho chuyến du lịch thêm dễ chịu. Điều này cũng được xem là một điểm cộng, khiến nhiều người có ý định quay lại Việt Nam. Tóm lại, nhiều netizen Trung Quốc thấy Việt Nam là điểm đến thú vị và tương đối an toàn, nhưng cũng cần cẩn trọng ở một số tình huống nhất định, đặc biệt là về trộm cắp và lưu ý trong giao thông.